À, xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Thì hiện tại Thắng đang ở Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị, ở 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như quý anh chị nào chúng ta ở tỉnh chúng ta không biết đường mà lên công ty của Thắng á, thì hãy gọi Thắng đi, Thắng sẽ nói rõ hơn về cái địa chị cũng như cái đường đi để cho quý anh chị chúng ta dễ dàng tìm địa chỉ công ty nha. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay Thắng sẽ mang đến cho quý anh chị một mẫu xe để cho quý anh chị chúng ta chạy gia đình nha. Một chiếc xe đi cực kỳ lê êm luôn, đi gia đình cực kỳ lê êm luôn, rộng rãi nè, cách âm tốt nè, độ bền cao nè, và mẫu mã thiết kế cũng rất là trẻ trung năng động luôn. Đó chính là chiếc Toyota Corolla Altis. Thì trước mặt quý anh chị đây chính là Corolla Altis 1.8e sản xuất 2020, và chiếc xe này đi cực kỳ ít luôn, đi chỉ được có 24.000 km thôi quý anh chị. Màu trắng, xe thì vừa được bên Thắng thu về ở thành phố Cần Thơ, chủ trước là nữ nha quý anh chị. Chạy giữ cái xe này cực kỳ là kỹ luôn, xe còn rất là đẹp nha. Quý anh chị chúng ta có thể thấy nè, xe thì chưa được dọn dẹp gì hết, tuy nhiên về cái chất xe bên ngoài này quý anh chị rất là đẹp luôn nha. Thì đối với chiếc xe này thì bên Thắng sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng, làm đẹp trong khoảng thêm một tuần lễ nữa, và chào bán thì Thắng sẽ đi quay cận cảnh cái xe chưa được làm đẹp như thế này nè, cho quý anh chị chúng ta thấy thực tế. Và nếu như yêu thích thì có thể lên coi xe ngay luôn, ngay lúc này luôn nha quý anh chị, coi xe và chúng ta lái thử được luôn. Và sau khi mà mua xong rồi á, chốt cọc xong rồi á, thì quý anh chị chúng ta lên, sau khi xe hoàn thiện hết á, quý anh chị chúng ta lên đóng túi tiền và nhận xe nha. Đó là quy trình bán xe bên Thắng nha quý anh chị. Xe thì đi được 24.000 km nên là lớp vẫn là lớp zin theo xe nha, rất là dày luôn nè quý anh chị, lớp zin theo xe. Rồi đăng kiểm và đường bộ xe thì đăng kiểm tới tháng 5 2023, còn đường bộ thì hết rồi, nhưng mà yên tâm nha, bên Thắng sẽ hỗ trợ mua lại nha quý anh chị, mua lại mới cho quý anh chị luôn. Xe này thì thuộc phân khúc là sedan, nhỏ gọn cho quý anh chị ta đi gia đình. Cửa nẻo này nọ nè quý anh chị, xe rất là đẹp nha. Xe thì cam kết không cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tô đồng hồ nha quý anh chị. Xe màu trắng, nội thất màu be nha. Thì xe này còn bảo hành tới 2023 nha quý anh chị. Mâm lớp sau nè, đó. Phía sau xe là 1.8e. Thì đối với bản Corolla Altis này có 3 bản nha quý anh chị. Một bản là 1.8e, bản là 1.8G, và bản cao cấp nhất là bản 2.0. Thì bản này là bản thấp nhất nha quý anh chị. Phía sau lưng của xe thì có cảm biến nè. Rồi xe này lúc trước chủ trước mua ở Toyota Ninh Kiều nha quý anh chị, bảo dưỡng tại hãng luôn, bảo dưỡng đều luôn, 24.000 km thôi. Xe còn rất là đẹp luôn, nước sơn zin hầu như là 95% nha quý anh chị, nước sơn zin 95%. Lớp dự phòng chưa hạ, túi đường con đội cũng như là chìa khóa xe thì vẫn còn đầy đủ, giống như quý anh chị ta mua xe mới vậy đó, không thiếu thứ gì hết nha. Một chiếc xe đi cực kỳ lết, nữ chạy cho nên là giữ cái xe rất sạch sẽ cho quý anh chị. Đây, nội thất bên trong nè, xe thì có bọc trần, có trải sàn 3D, sàn 3D nè quý anh chị. Ghế thì là ghế chính điện nha, ghế một kem, có bao tay lái nè, có trải thấp lô, số tự động, điều hòa tự động nha. Đầu bi nhê kết hợp với camera dê nha quý anh chị. Có ru control luôn nè, control ra tự động, nói chung vừa đủ để dùng. Chiếc xe này thì phía sau rất rộng rãi nha quý anh chị. Đây, chúng ta có thể thấy nó rất rộng rãi nha. Nếu gia đình nhỏ gọn đi với xe này cực kỳ lê êm luôn, cách âm tốt nữa. Thì những mẫu Altis này khá nổi tiếng trong vấn đề mà giữ giá, bởi vì cái giá trị mà nó mang lại là độ bền cao này, rồi xe đi êm nữa. Cho nên là hiện tại thì đối với tất cả các dòng của Toyota thì mẫu Altis này là cái mẫu giữ giá tốt nhất nha quý anh chị. Và chiếc xe Toyota Corolla Altis 2020 đi được 24.000 km này đang được công ty bên Thắng dự kiến chào bán mức giá là 697 triệu nha quý anh chị. 697 triệu thôi. Thì nếu như quý anh chị chúng ta quan tâm mẫu xe này hay gọi cho Thắng đi, Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán. Và nếu như quý anh chị ta muốn mua góp ngân hàng á, thì Thắng sẽ tư vấn sơ bộ về cái hồ sơ nha, để cho quý anh chị ta nắm. Ngoài ra thì hiện tại bên Thắng còn tất cả những mẫu xe khác như là Camry nè, Camry cao cấp nè, rồi Vios nè, Vios 2020 đó. Rồi những mẫu 7 chỗ có là Innova, Fortuner, những dòng xe chủ lực của Toyota. Thì nếu như quý anh chị ta đang cần tìm xe cũ á, thì hãy gọi cho Thắng đi, Thắng sẽ cập nhật những chiếc xe mà bên Thắng đang có để cho quý anh chị ta nắm nha. Đồng thời thì bên Thắng cũng đẩy mạnh mua vào tất cả những cái chiếc xe cũ luôn nha quý anh chị, xe cũ của các hãng luôn,
Nếu như quý anh chị ta đang có một chiếc xe cũ dự định cần bán đi để mà đổi xe, nâng cấp đời xe hay là trả nợ ngân hàng gì đó, cần tiền kinh doanh gì đó, thì hãy gọi cho Thắng, Thắng sẽ định giá xe cũ miễn phí cho quý anh chị luôn, và tư vấn cái thủ tục mua bán, sau đó thì sẽ hỗ trợ mua vào với giá cao nhất có thể cho quý anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha.